21 đồng cho người lớn. Tắt vé mọi người. Ui, sao hẹp quá vậy? Em ba lô sao đi trời? Ba lô thì cầm tay đi. Đang đi thám hiểm vậy đó. Này phải đi ngang nha. Rồi sao đi cảm giác ớn ớn sao trời? Đi sợ bị dính nha, y đụng đụng trúng mấy cái danh đá nè. Ơ nó có nước á. Ui sao này nhìn ngỡ ngớ sao. Quỳ ơi. Nhiều quá. Quỳ gớt xuống đây, quỳ không có té đâu, nó kẹt ở trên giữa thôi. Dướng bụng, cắn bụng. Ui sao ghê vậy? À giờ đi từng người hay là sao? Sao ghê vậy? Sao nó cung cung ghê vậy? Ô đi lại đi Ly ơi. Anh ấn. Đi qua đi. Ui. Thôi không được, không được rồi. Chắc em quay lại. Đi lại đi trời ơi. À rồi, nó đi 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 đi. Ôi trời ơi. Đi nhanh đi, lẹ đi, tim nó đập quá trời nè. Ừ, đứng đây chụp xuống chứ. Vậy thôi hả? Ủa cao ghê hả? Không máy chụp hình leo đeo không được. Ê nãy mình đi đường đó kìa.
Chị em tắm đi. Thôi ghê quá. Hẹp quá vậy. Mẹ đi 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 chữ rồi. Ừ, đi xa quay nguyên nhé. Ê, chụp em tắm. Quay lên được mà. Chụp em tắm. Ê, chụp em tắm rồi. Ok, đứng đó đi. Cái chỗ này giống nãy mình đi vậy, khác hả? Khác ba. Ui. À, ba mang ba lô này sao đi? Ơ từ 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 đi kẹt rồi. Đi kẹt. Cầm dưới vậy. Không anh cầm cho được, anh đi đi. Nó này đi, thôi đi, ấy đi ngang rồi. Ui, xếp gì vậy? Phải. Ồ, để đèn đẹp quá hả? Nhìn đi quá. Này, giống đi vô giường cổ tích quá vậy? Đâu, đây là nhà của chú luôn á. Còn tôi là Bạch Tuyết nha, mà đã du khách hồi xưa ở trong hang động cũng hay á, ở chung với Bắc Hồ á. Hơi mát quá hả? Cái này là mát của cái này hay là máy lạnh đó? Đâu ở đây có điện ta. Ừ, mới lạnh ba dẫu ngoài. Có điện mới có đèn. Mới lạnh đó. Không. Không, không chắc ở dưới cái núi này mát đó chứ. Ừ. Không ai gắn được để gắn lạnh. Đó. Ừ. Sao má vậy? Rồi hai đứa ngủ gì ghê. Hồi xưa y ghê quá. Ê, cái này hấp dẫn nha. Nhìn nó mạnh. Nhớ hồi xưa đi vô suối tiên mà thấy nước này nè. Trời, sợ thấy bà nội. Cái này mà buổi tối đi thì vui. Ủa, nó có khác gì buổi sáng? Ê, mà sao cái đường mòn này làm nó tự nhiên hay quá hả? Nó làm tự nhiên. Đột đá. Đang đi cái đá nó sập xuống. Giống như là mình đi vô đường rừng cổ tích. Đang đi tỉ đằng sau có phải chưa luôn. Hay á, có thằng cầm máy cưa được. Nhớ không hồi xưa? Đi dành đi trước đi. Xỉu thấy mẹ. Búp bê ghê, búp bê bê. Nhìn sợ chứ. Nhìn nó giả man. Nghe nhát quá. Nguyên bẻ cổ một búp bê Nguyên. Nguyên mà sợ. Nguyên chỉ sợ cái cam. Nè Bill. Bê nhìn mặt như con thỉ. Bê nhìn mặt ác quá trời. Không ngủ. Đã là bẻ cái lồn hả? Nội nằm giống nàng tiên cá vậy. Ừ. Đây mở nhạc giống như là chuyện cổ tích. Hỏi cái này đánh một cái vòng thôi à, cũng ra lại lối exit này.